Xin chào các bạn đã quay trở lại với series những cập nhật mới của ngày thứ năm. Đầu tiên là mình sẽ nói về bản tính chung. Bản tính chung ngày hôm nay thì cũng không cập nhật nhiều cái lắm. Cái đầu tiên đó là Magena đã có một skin mới, skin Happy Star. Đây chính là skin mới của Magena, nhìn giống một cô hầu thỏ hơn, nhìn rất là tăng động. Đây là hoạt ảnh skill mới. Thực ra là mình cũng chẳng thích cái skin này cho lắm. Nhìn trông nó kiểu nhố nhăng kiểu gì ấy. So với cái bản cũ thì mình nghĩ là nó sẽ có vẻ ổn hơn. Nhìn trông hiền hiền hơn. Skin này thì nó sẽ có tác dụng đó là cộng thêm 5% máu và 3% giảm sát thương đòn ulti dành cho Magena. Ngày mai sẽ là sự kiện Red Draw của Magena với cả Gigadé. Thì Magena nó sẽ có sự kiện Red Draw ngày mai và skin kèm bán luôn. Nhật mới dành cho Zmu đó chính là vì ngày mai là Red Draw của Magena, do đó đã được mở lên Zmu phần 6 rồi. Đây chính là Zmu 6 của Magena. Bản tính chung cũng không cập nhật gì nhiều gì mới ngày hôm nay. Có cập nhật thêm đó là tiếng của một vài Pokemon S cộng mới, ví dụ như Volcanion này, hay Nurala này, hay Mega Lucario, hay Mega Gyarados chẳng hạn thì đã có tiếng rồi. Thì lúc khác mình sẽ quay lại sau. Trở lại bản tiếng Anh, đây là account của một người bạn của mình. Bản tiếng Anh thì đã cập nhật mới đó là một giải đấu World Tournament này. Cái giải đấu này thì nó sẽ cho các bạn biết ai là người mạnh nhất trong toàn bộ các server của bản tiếng Anh. Ai thì bản tiếng Anh nó sẽ có sự kiện nạp để lấy cái bảo vật vàng mới của Eventual này. Cái tác dụng của cái bảo vật vàng này đó là SP Attack cộng thêm 15% và tỷ lệ hút máu cộng thêm 8%. Trong trận đấu thì những cái đòn skill của bạn sẽ gây ra sát thương phụ bằng 20% song công đánh lên địch. Tức nghĩa cứ mỗi lần đánh lên địch thì bạn sẽ gây ra sát thương phụ dựa theo song công của bạn. Và nếu mà cái người chơi nào mà ở bên Pokemon nào mà đeo cái bảo vật vàng này mà không hành động thì ở lượt kế tiếp sẽ gây sát thương. Sát thương phụ mà gây ra đánh lên địch đó sẽ gấp đôi, kiểu dạng như là sẽ là 40% SP attack và PA attack đánh lên địch, và cái lượng đam phụ đánh lên địch đó sẽ được chuyển thành máu gốc dành cho Pokemon sử dụng cái bảo vật này. Tức nghĩa là bảo vật này sẽ tăng thêm máu gốc dành cho Pokemon của bạn, nó sẽ rất hợp với cả con Y, bởi vì là Y trong vòng 2 lượt đầu thì nó sẽ không hành động thì cái hiệu ứng này nó sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên nếu các bạn sử dụng cho những Pokemon nào đó mà kiểu dạng như là không không bị khống chế hay không bị làm thế nào mà không hành động ấy, thì coi như cái hiệu ứng này của bảo vật cũng không có tác dụng mấy, bởi vì cái hiệu ứng này nó chỉ có tác dụng khi mà không hành động được một lượt thôi, và đồng thời nếu không hành động được một lượt thì đến lượt sau cũng sẽ miễn nhiễm được một cái hiệu ứng khống chế. Mở cho những người nào bắt đầu từ level 75 trở lên. Trong cái giải đấu này, Này sẽ được mở từ thứ sáu đến chủ nhật, và mỗi lượt ở mỗi ngày các bạn sẽ được đánh đó là 6 trận. Các bạn có thể mua thêm lượt đánh lần thứ nhất là 30 kim cương, lần thứ hai đó là 50 kim cương. Khi bạn đánh đủ 24 trận thì các bạn sẽ nhận được thêm đó là 2 mảnh vạn năng vàng. Trong đội hình ở giải đấu này thì các bạn sẽ được chọn đó là 3 Pokemon sẽ được cho vào đội hình 2 lần. Ví dụ như đây là clip cũ của mình, Meloetta chẳng hạn, nó được sắp xếp ở 2 đội hình. Tuy nhiên trong một đội hình chỉ có tối đa là 2 con được chọn ở trong 2 lần đó, không thể có 3 con được. Ví dụ như mình đã chọn Victini này, Meloetta và Gyarados rồi thì không thể cho cả ba vào cùng một đội được, mà chỉ tối đa là 2 con thôi. Và ở cái giải đấu này các bạn sẽ mua được mảnh của Dialga tầm gần 2 tháng ở mấy tháng nhỉ? Hơn 4 tháng thì các bạn sẽ có được một con Dialga miễn phí.